Rồi, xin lỗi anh em nha, trước đang quay lại bị ngắt giữa chừng nữa rồi. Rồi em xin giới thiệu tiếp cái bộ số 5 này nha. Bộ này thì cây búa đinh là cực đẹp. Rồi cây búa nhọn này là nó còn đinh này ha, nó bị cắn này tí nè, đó nó còn luôn còn nhám này nha, nó búa nhọn ha, cây búa nhựa đinh. Cái búa nhựa đinh này thì cũng rất là đẹp, nhưng mà nó theo mình đánh giá thì nó không không đẹp bằng cây số 3 kia được, nhưng mà bù lại thì cây cây này nhìn có vẻ đẹp hơn ha. Rồi cây này thì hàng này thì mình còn vài cây nó rất là mới, cho nên mình tất nhiên không có lựa cái mới của mấy combo này rồi. Trên combo này khá là đẹp, với hàng cũng thuộc loại hàng trung á, chứ không phải là hàng mini. Bốn cây này còn 4,5 nha, bằng combo số 3 ha. Nha, combo số 5 này hấp dẫn á. Combo nhưng mà hàng cây nào cũng bự hết nha, kể cả cây nhổ đinh này cũng rất là bự. Hình to này anh em xem nó đây, quá chắc chắn luôn, nguyên rin của nó luôn ha, cán rin luôn, đầu nhổ đinh cực dày luôn, quá khá đẹp ha, lõm đây tí nữa, quá đẹp luôn. Này là thuộc hạng cũng tương đối lớn chứ không phải là loại mini ha. Nó bự hơn cái này rất là nhiều lần nha. Cái cây này là size cái này là nó nhỉnh hơn mấy cái cây cán thép mà bọc nhựa ha. Mà cái này nó còn bự hơn nữa nha. Rồi. Cái số 2 là cây đầu bi. Đầu bi này thì cũng thuộc dạng đầu 450g thôi. Ba cái đầu này nó như nhau nha. Đợt về còn cây nữa mà như mình bán rồi. Ok. Cán là quá trời to luôn, quá trời chắc luôn. Cây số 3 là cái cây, cái đầu hai đầu nó xòe ra. Cây này hàng khủng của cái loại này nha. Cây này nó nặng chắc, cái này nó nhẹ hơn mấy cây búa tạ một tí thôi, mình thấy nó cũng tương đối nặng, bự. Rồi combo 3 cây này nhé, là 500.000 nha nè. Combo 3 cây này 500.000 nha. Cán rin hết nè, còn rất là đẹp luôn. Cây một cây búa tạ quấn mây. Mây này thì nhìn không còn sáng nhưng mà chùi ra chắc là còn mới đó. Cây này size này là size cùng với cây số 1 là 1,35 kg nha anh em. 1,35 kg ha. Nó chỉ thập mà 5 mặt luôn. Cây này thì nó vẫn còn rất là mới nhưng mà nó không được cạnh không được sắc như là cây số 1 ha. Rồi, giá cái này là 250.000 nha. Trong thực chất mà nói bán cái búa tạ này thì nó nặng quá cho nên đó, giá 250.000 nha, cây này 250.000 nha. Cái búa bi này tính luôn cán thì nó nặng hơn 1 kg. Nhưng mà cái cán này là cái cán sợi thủy tinh nè. Cán sợi thủy tinh chứ không phải là cán gỗ nha nè, lưu ý cái sợi thủy tinh này. Nhưng mà nó gần như là nó bị mất hơn nửa, gần chưa được nữa. Thực chất thì còn đóng được á, nhưng mà anh em về phải ngâm cứu vụ này nha. Bởi vì lúc mình mua thì nó quấn mấy Nhật nó quấn băng keo lại nó vẫn xài ha. Sợi tinh này nó rất là bền nha, thậm chí còn tí xíu thì nó vẫn còn xài đến nổi ha. Nhưng mà anh em xài lưu ý nha. Cái đầu bi thì đầu này là thuộc dạng là tương đối là lớn rồi ha. Đầu này so với nó là không ăn nhầm gì ha. Nó đứng mình nó rất là lớn nè, bởi vì nó còn rất là nhiều size nhỏ hơn cây này nữa. Nhưng mà cây này nè, anh em coi tương quan ha. Cây này thuộc hàng tương đối khủng ở trong búa bi á. Còn tương đối là tròn nè, mặt cũng tương đối là đẹp ha. Rồi nó rất là nặng,
Anh em nào mà thích booby lớn thì mua cây này nha. Cây này 220 ngàn nha anh em. Rồi, cặp mallet số 8 ha. Một cây hit và một cây lobster. Cái hit này thép nó cực kỳ tốt luôn. Biểu tượng hit siêu đẹp luôn á. 12 inch là 300 mm ha, strong hit. Rồi. Mép nó còn khá là sắc ha. Nó không có được cứng giống như là những cây mới xuất xưởng nha. Hàng này không phải hàng cứng giống như mấy cây xuất xưởng ha. Nó có một cái độ rơ nè. Nhưng mà mấy độ rơ này thì vẫn còn xài rất là tốt, không vấn đề gì nha. Nó ngậm móc rất là chặt nên yên tâm ha. Cái mép nó còn cực kỳ đẹp luôn á. Cái đó, mấy cây đời cũ này nó làm rất là nặng. Cầm nó cực kỳ nặng tay luôn. Đôi khi mình thử lấy búa mình đóng vô mấy cái này thử á, thì đa số thì mình thấy là cái búa nó bị lún trước mấy cái này ha. Thép này nó làm cực kỳ bền luôn nè. Biểu tượng nó hít. Tượng nó làm rất kinh dị. Nói chung các công ty Nhật Bản thì nó rất là quan trọng cái uy tín của cái hãng của nó ha. Cho nên nó làm, nếu mà sản xuất nội địa Nhật đó thì sản xuất tại Nhật nữa thì anh em yên tâm về chất lượng ha. Cây số 2 là cây Lobster. Cái này nó không phải là hàng quá cứng nào giống như cây hit kia ha. Nhưng mà nó còn ở trong cái khả năng cho phép nha. Em nhìn kỹ mới thấy cái độ lắc của nó ha. Đó. Đó. Nên mình xem kỹ để khi nhận hàng mình thấy nó giống như mình mô tả nha. Đây có con tôm đây. Cặp này thì gần như là có cặp này thì anh em giải quyết được nhiều việc rồi ha. Rồi, cặp tới 450 ha. Cặp số 10 còn 450 nha. Số 10 cái hit cũng giống như cây kia thôi. Cái này đã hết cỡ, nhìn có vẻ ít rơ ha. Cái này cũng vậy, thép thật tốt luôn. Tưởng hết nhìn kiềng. Mấy này chắc nó nặng gấp rưỡi mấy cây đời mới. Cái này cũng là một cây lobster ha. Cứ cặp hit cặp lobster thôi. Trong thì nó rất là khít ha. Không biết rơi không thì anh em để ra ngoài một tí là mình biết nó rơi không thôi. Giờ rất là ít cho nên vẫn còn xài rất là tốt, nên yên tâm nha. Alloy steel. Rồi ok, cặp này cũng 450 nha nè. Rồi. Clip trước thì mình giới thiệu tới số 4 hình như nó bị ngắt giữa chừng ha. Tiếp này mình tiếp tục giới thiệu số 5 đến số 10. Anh em quan tâm thì liên hệ với mình nha. Rồi. Xin chào anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.